Xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bánh Tre ha. Giờ hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép 3 mùa liền cốt của đế siêu đẹp bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip để gặp luôn em Nhi. Em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Không ai trả lời kênh, em xin giao lưu cô chú anh chị mình lâu mai giống của em tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em nha. Cây đầu tiên mã số 41C là một cây cúc hoàng hậu nha. Rồi, cúc hoàng hậu ha. Dạ. Hoành được 6 3 lượng nha cô chú anh chị. Cao 52, tán ngang được 31. Cây này để cô chú anh chị 110.000. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 42C một cây cúc phượng thanh tân nha. Đế là so 3 dòng. Rồi. Cúc phượng thanh trăng bông sau chuỗi nha cô chú anh chị. Hoành được 7. Rồi. Cao 52. Lên nụ ngang được nha. 73. Cái này đế đẹp nha. Để cô chú anh chị mình giá 180.000 thôi nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 43C một cây giảo siêu ngủ nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này có củ ha. Hoành được 6. Rồi. Cao 49, tán ngang được 48. Cái này để cô chú anh chị giá 100.000. Rồi, 100 bao phí ha. Dạ. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cây mã số 44C, một cây cúc dạng thọ nha cô chú. Rồi, dạng thọ 50-70 cánh ha em. Dạ. Rồi, cái đế quá lắm cô chú anh chị. Hoành được 8. Rồi. Cao 53, tán ngang được 60. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 150.000 nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 45C. Rồi. Một cây cúc thọ hương nha. Rồi, thông số luôn nha. Có củ hoành ha. Được 9. Cao 46, tán ngang được 65. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 130.000 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 46C, một cây cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Rồi. Hoàng hậu nha. Đế cũng khá là quái cô chú anh chị. Rồi. Hoành là mình được 7. Rồi. Cao 44, tán ngang được 51. Cây hoàng hậu này để cô chú anh chị giá 120.000. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 47C, một cây quỳnh tỷ nha. Con cây 1 á. Cây quỳnh tỷ, cây cuối này cùng. Này chia cô chú anh chị mình để lấy giống và mình coi mặt bông nó rất là đẹp nha. Quỳnh tỷ nha. Quỳnh tỷ ha. Quỳnh đó mình được 8. Rồi. Cao mình được 46, cây quỳnh tỷ thì chia cô chú anh chị mình lại giá 100.000 bao ship nha. Rồi, đợi cây. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 48C. Một cây cúc phượng thanh tân nha. Đế quá quái luôn cô chú ơi. Rồi. Quá trời quái luôn rồi. Hoành được 8. Rồi. Cao 45. Cực VIP luôn cô chú anh chị, cực quái luôn nha. Tán ngang mình được 56. Nụ siêu nhiều, bao nhiêu bao nụ luôn á. Cái này để cô chú anh chị mình giá 200.000 thôi. Rồi, đợi cây ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 49C là một cây cúc tây thi nha cô chú. Tây thi. Tây thi ha. Dạ. Hoành là mình được 6. Rồi. Cao 40. Cái ngang mình được 47. Cái này em để cô chú anh chị mình giao lưu cô chú anh chị mình giá 120.000 thôi ạ. Rồi, 120 ha. Dạ. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 50C là một cây giảo tuấn ngọc nha cả nhà. Rồi. Cái này đế cũng khá VIP nha cô chú anh chị ha. Hoành là mình được 7. Rồi. Cao mình được 44, tán ngang mình được 56. Cây giảo tuấn ngọc này em để cô chú anh chị giá 120.000. Rồi, mà đợi cây luôn ha. Và cũng là cây cuối clip em nha cô chú anh chị. Rồi, cuối clip mình chọn hết luôn nha. Dạ, em xin cả chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em mà. Em xin chào và hẹn gặp lại luôn nha cô chú. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình và xem được cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho em Nhi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.